Qua câu 23, từ mg tinh bột điều chế được 575 ml ancol 10 độ. Đầu tiên chúng ta phải chuyển từ 575 ml ancol 10 độ sang mol. Ta dùng công thức để tính V nguyên chất. V nguyên chất sẽ bằng 575 chia 100 nhân cho 10 là 57,5 ml. Chuyển sang m thì bằng V nhân D. 57,5 nhân khối lượng riêng của anh côn là 0,8, vậy 46, 46 chia m lớn của anh côn là 40 là 1 mol. Vậy số mol của anh côn là 1 mol, suy ra số mol tinh bột sẽ là nửa mol. 0,5 nhân cho 162 nhân tiếp cho hiệu suất là 75%, vậy ta nhân cho 100 ta chia 75 để tính khối lượng của tinh bột là 108. Câu 23 chúng ta chọn đáp án C. 24. Polymer để chế tạo thủy tinh hữu cơ. Câu này thì phải thuộc lòng rồi, đó là metin metacrylate. Câu 24 đáp án B. Câu 25. Cho cái nhận định sau đây. Có bao nhiêu nhận định đúng? Ở trên là đúng. Thủy phân ST đơn chất trong môi trường kiềm đều thu được muối và ancol. Câu này là một câu chưa đúng. Vì có một số trường hợp là chúng ta thu được hai muối, ví dụ như ST của phenol, hay là những ST mà có carbon không no gắn trực tiếp vào chiếc ST thì chúng ta thu được anhydride hoặc là ceton. Vì vậy câu 1 là một câu chưa đúng. Câu 2. Khi thủy phân ST no đơn chất trong môi trường axit thì trong hỗn hợp sau có hai chất hữu cơ. Câu này cũng chưa đúng. Vì khi thủy phân ST trong môi trường axit thì phản ứng là phản ứng hai chiều. Và phản ứng hai chiều thì trong sản phẩm phía sau phải có axit dư nữa. Trong sản phẩm phải có 3 hợp chất hữu cơ mới đúng. Câu 3. Khi thủy phân ST phenin acetate trong môi trường kiềm thì thu được hai muối phenin acetate thì sản phẩm sẽ thu được là muối kali acetate và kali phenolate. Vì vậy 3 là một ý đúng. Câu 4. Thủy phân 1 mol vinin formate trong môi trường kiềm thì nó tạo ra 1 mol anhydride formate và 1 mol natri formate. Thì 1 mol anhydride thì cho ra 2 bạc và 1 mol natri formate sẽ cho 2 bạc thì tổng cộng là 4 bạc. Do đó 4 là một ý đúng. Vì vậy câu đúng của ta sẽ là đáp án B. Câu 26 là một câu rất là quen thuộc. Ta có số mol axit là 1 mol, số mol ancol sẽ lớn 1 mol, vậy hiệu ST sẽ tính theo số mol axit. 1 mol nhân cho 88 được 0,1 mol nhân 88 được 0,8 gram nhân cho 50 chia 100 là 4,4 gram. Câu 27, xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gram hỗn hợp 2T bằng 3 giờ đúng nó thu được 2,05 gram muối axit carboxylic và 0,94 gram hỗn hợp ancol đồng đẳng kế tiếp. Công thức của 2T đó là đầu tiên ta dùng bảo toàn khối lượng để tính được khối lượng của NaH. Mấy bài này rất là đơn giản, dùng để kiểm tra học kỳ thì hợp lý. 0,4 cộng cho 2.05 mà trừ cho 1,99 ta được là 1 chia cho 40 là 0,025. Vậy số mol của 3 giờ là 0,05, đồng thời đó chính là số mol của ST. Ta có 2,05 mà chia cho 0,025 thì ta được là 82. Vậy muối của mình là muối của acid acetic. Rồi chúng ta sẽ loại được đáp án B và đáp án D. Ancol là đồng đẳng kế tiếp, ta có 0,94 mà chia cho 0,025 khi nãy thì sẽ được 37,6. 37,6 thì nó kẹp giữa ancol ethylic và ancol methylic. Vì vậy chúng ta chọn đáp án C, 37C. Câu 28, khi cho một ít mỡ lợn sau khi rán, giả sử là triglycerin vào bát sứ đựng 3 giờ đun nóng, khuấy đều một thời gian, những hiện tượng quan sát là đúng là. Thì miếng mỡ là chất béo rắn, khi cho vào trong 3 giờ thì chất béo rắn thì nó không tan trong nước, nó nổi trên mặt nước. Do đó hiện tượng đầu tiên ta thấy rằng miếng mỡ sẽ nổi. Nhưng mà vì nó là chất béo do đó sẽ thủy phân, và trong quá trình thủy phân như vậy thì nó sẽ tan từ từ, miếng mỡ nổi và sau đó sẽ tan dần. Chúng ta chọn đáp án A. Câu 29, axit X cộng 2 hydro
thì axit này phải có hai liên kết pi trong mạch carbon. Câu A là axit no, câu B là linoleic. Linoleic cộng hydro thì nó cho axit stearic. Vậy đáp án ta chọn là B. Câu 30, đun nóng 27 gram bạc với bạc nitrat trong N3 dư thu được tối đa lượng bạc là bao nhiêu? Thì câu này cũng rất là đơn giản, 27 mà chia cho 180 mà nhân lại cho 2 nhân lại cho 108, vậy khối lượng bạc tối đa thu được sẽ là 32,4 gram. Số chất trong dạy tham gia phản tráng gương: anti-heat formic, bỏ acid acetic, bỏ este. Chất thứ hai là acid formic. Chất thứ ba là methylformiate. Chúng ta chọn đáp án là A. Câu số 32, sắp xếp các chất sau dạy sau đây theo trật tự tính 3 giờ tăng dần. Thì câu này thì có lý thuyết đơn giản quá đúng không? Nhìn qua thấy số 5 là thằng cuối cùng lớn nhất, loại được đáp án B và D. Tìm thằng yếu nhất đi. Thằng số 2 là anilin. Anilin là một amin thơm, vì vậy nó là 3 giờ yếu nhất. Đáp án A. Câu 32, gọi tên công thức cấu tạo như sau theo danh pháp gốc chất. Thì butin, etin, rồi metin. Vì vậy theo đúng quy tắc thì chúng ta sẽ đọc etin trước, etin rồi tới metin, butin amin, gốc chất nha em. Còn A là tên thay thế rồi. Chúng ta chọn đáp án B đọc trước, chứ B đứng trước A. Câu 32C. Cho qua câu 33. Cho 13,35 gram hỗn hợp gồm 2 amino acid. 2 amino acid này có một đặc điểm là nó đồng phân của nhau. Câu 33 thì ta có số mol của amino acid sẽ bằng 13,35 amino acid 3 carbon thì 89. 13,35 chia cho 89 ta sẽ được là 0,15 mol. Amino acid có một chất acid và một chất amin. Thì khi tác dụng 3 giờ được dung dịch Y rồi tiếp tục cho Y tác dụng HCl, câu này quen quá thì chúng ta bỏ qua giai đoạn đầu tiên, xem như là quá trình 1 không xảy ra. Và dung dịch Y sẽ gồm hỗn hợp của amino acid và 3 giờ. Vậy amino acid là 0,15, 3 giờ là ít mol. Tác dụng với HCl. HCl thì HCl tham gia ở trên là 0,15 mà đề bài cho HCl là 0,25. Thì suy ra H bên giờ phía dưới sẽ là 0,1. Vậy từ đó ta rút ra số mol của NH sẽ là 0,1. 0,1 mà chia cho nồng độ là 1,100 ml. Câu 33 chúng ta chọn đáp án B.